Hello. Vừa đáp xuống sân bay San Francisco thì mình đón Uber để đi vô cái chỗ mà mình thuê nghỉ. Đường xá Âu Mỹ thì rộng thênh thang nha mọi người, rất là rộng, và ai mà không có xe đi thì bắt buộc phải đi Uber giống như mình thôi. Khu vực mình thuê ở là ở đường Lâm Ba, nó đèo dốc còn hơn Đà Lạt nữa, rất là dốc nha các bạn. Chỗ mình ở là gần sát cái cầu Cổng Vàng nha các bạn, có thể đi bộ được nhưng mà nó hơi mất thời gian một tí. Đến nơi thì mình vào nhận phòng nhưng mà không tiện quay phim vì ở đây người ta không thích quay phim. Nhận phòng xong thì tụi mình đi ăn, ăn xong rồi về ngủ một giấc tới sáng mới đi chơi. Ở đây là khu vực cầu cảng số 39, nơi mà tổ chức tour đi thuyền ra ngắm cầu Cổng Vàng nha các bạn. Đây là tháng 7 mùa hè nhưng mà ở đây rất là lạnh, gần biển nữa thành ra gió thổi rất là lạnh nha các bạn, trời rất là lạnh. Sáng sớm 7 giờ mấy sáng ra thành ra cũng không có mấy người, người ta còn ngủ mà mình đã đi rồi. Mát lạnh luôn ha. Tàu bè quá trời. Ngoài kia là mấy con sư tử biển nó nằm trên mấy cái sạp, nó ngồi nó la um sùm ngoài. Cái này là kiếm chỗ đi restroom nè, phải lên lầu. Ở đây restroom public rất là sạch. Đây là cảnh vịnh San Francisco, nhìn từ phía trên nhìn xuống nè các bạn. Rồi, 3 phút kia bên đây đi. Chị ba ghi đi. Ba chị đâu? Em ghi đây, ba ghi đâu, ba ghi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Francisco, kế bên San Francisco Long. San mẹ Thanh Hà nói San Francisco Long. San Francisco kế bên San Francisco Long, thấy không bà? Thấy không? Này là mình vô cái tiệm bán bánh mì pudding để ăn sáng nè, không tiện quay mọi người thành ra mình quay cái trần như là quay cái chỗ mà nó đẩy bánh mì lên xuống nè. Sau khi mua vé thì xếp hàng boarding lên tàu để ra ngắm cầu Cổng Vàng thôi các bạn ơi. Boarding. Có chưa lát ra ngoài. Lên tàu là mình leo lên bon liền, quay cảnh xung quanh cho mọi người xem nè. Cảnh xung quanh quá là đẹp luôn mọi người ơi. Khách du lịch đi cũng khá là đông. Hồi nãy mình đi sáng sớm 7 giờ mấy ra thì thấy vắng, chứ đi tầm 15-20 phút là đầu thấy có khách rồi. Rất là đông nha mọi người. Giờ tàu bắt đầu khởi hành rồi nha. Chuẩn bị thẳng tiến ra Golden Gate thôi. Thời gian của cái tour này là khoảng 60 phút. Từ đây ra Golden Gate đi ngang cái đảo Ankata gì đó. Cái đảo hồi xưa là nơi giam giữ tù nhân á. Đó, đi một vòng xong rồi quay về cầu cảng. Mất khoảng 1 tiếng đó các bạn, 60 phút. Khúc này là tới gần cái cầu Golden Gate rồi nha các bạn. Gió quá lắm luôn á nha các bạn. Nếu mà các bạn đi phải bận áo ấm thật kỹ vô. Tới sát cây cầu rồi thì mọi người túa ra chụp hình, người ngồi tại chỗ, người thì chạy ra đầu tàu chụp. Nói chung là đủ kiểu đó. Nhưng mà chụp hồi cũng chán, cũng không biết làm gì. Thế rồi quay lại chỗ ngồi, ngồi ngắm cảnh xung quanh thôi. Cắm mấy con hải âu, bay lượn này kia. Vui. Tàu sẽ chạy ngang dưới cái cầu luôn và mọi người có thể quay phim chụp hình thoải mái, xong rồi nó quay lại quay vòng. Công nhận gió thổi lạnh khàn tiếng luôn mọi người, gió rất lạnh nha, nhớ là bận ấm thật kỹ trước khi mà đi cái chuyến này nha các bạn. Rồi nó chạy qua cái cầu Golden Gate xong rồi nó quay một vòng quay về thôi. Tiếp tục cái hành trình sẽ đi ngang cái chỗ đảo Ankata gì đó, xong rồi sẽ quay trở về bến. Vẫn có nhiều người còn lưu luyến hình ảnh cây cầu, thành ra người ta vẫn tiếp tục quay phim chụp hình cái cây cầu Golden Gate nha các bạn. Tàu sẽ đánh một vòng đi qua cây cầu, xong rồi nó sẽ vòng lại một vòng nữa. Thành ra mình thấy mình quay phim cho các bạn xem nè.
vòng cầu này sao rồi về hả? Hết rồi hả? Hết. 38 đô. Giá vé của một người là 38 đô nha các bạn, 38 đô một người đi một vòng 60 phút. Mà vui lắm, lúc mua vé thì con bé bán vé nó nói là xong rồi đó, chỉ cần báo họ thôi rồi, không có đưa receipt gì hết, lát ra ngoài kia xếp hàng người ta sẽ hỏi họ và coi đúng hay không là người ta cho lên thôi. Thế là mình đứng mình đòi cái receipt hoài luôn, thế con bé nó phải in cái receipt ra. Và lát mình đứng xếp hàng thì tất cả mọi người đều không có receipt, không có vé. Chỉ có mình có receipt thôi. Ra đây thì thấy rất là nhiều thuyền buồm đang đi dọc chọc ở đây. Ở đây mình nhiều người ta chơi thuyền buồm ghê luôn. Dù trời rất là lạnh, gió rất là lạnh. Đi ngang cái đảo Ankata vậy nè các bạn. Trên đảo cũng đang có một số khách tham quan. Thì nếu mà các bạn muốn đi tour ra cầu Golden Gate rồi xong rồi quay trở vào đảo thăm đảo thì tour nó sẽ đắt tiền hơn tí. Thì mình không muốn đi thì nên mình không mua. Rồi chuyến đi kết thúc, tàu quay về bến và mình chuẩn bị xuống đây. Chào tạm biệt các bạn nha. Trong đây ấm ha. Tao mở cửa ra, chưa ra, ngồi đợi xíu đi cho nó.